Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức quốc tế 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, đêm ngày 24 tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel IDF xác nhận có thêm 5 quân nhân thiệt mạng và 6 binh sĩ khác bị thương trong các cuộc giao tranh mới nhất với phong trào Hezbollah ở Liban. IDF cũng khẳng định nhóm vũ trang đối địch tiếp tục bắn nhiều đợt tên lửa dữ dội tấn công khu vực phía bắc nước này. Theo thông báo của IDF, trong số 5 quân nhân thiệt mạng, có 4 binh sĩ tử vong và các cuộc đụng độ ở Nam Liban ngày 23 tháng 10. Binh sĩ thứ 5 thiệt mạng trong hoạt động tác chiến mới nhất diễn ra vào hồi chiều 24 tháng 10. Trong số 6 binh sĩ bị thương có 3 trường hợp nguy kịch. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin Ả Rập, con số thương vong thực tế của IDF trong 24 giờ qua có thể cao hơn gấp nhiều lần với số liệu công bố. Trong đó, phóng viên chiến trường của truyền hình Anzaria khẳng định chỉ riêng hai bệnh viện ở Israel ở gần khu vực biên giới với Liban trong ngày 24 tháng 10 đã tiếp nhận tổng cộng 31 binh sĩ bị thương. Với các cuộc tấn công xuyên biên giới của Hezbollah, IDF xác nhận nhóm vũ trang Liban đã bắn tổng cộng hơn 120 quả tên lửa vào khu vực phía bắc Israel. Phần lớn số tên lửa của Hezbollah bị đánh chặn hoặc rơi vào khu vực đất trống và không gây thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng. Ở chiều ngược lại, IDF tiến hành thêm nhiều cuộc không kích vào các mục tiêu Hezbollah ở cả khu vực ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, thung lũng Bikwa ở phía đông và khu vực phía nam Liban. Bên cạnh đó, IDF cũng đã công bố kết quả chiến dịch không kích và tấn công bộ binh vào Liban trong một tháng qua. Theo đó, IDF đã tấn công tổng cộng 3.200 mục tiêu Hezbollah ở Nam Liban, trong đó có 350 kho vũ khí. Ngoài ra, binh sĩ Israel còn thu giữ 3.200 thiết bị nổ khoảng 2.500 quả tên lửa chống tăng và đạn cối của nhóm vũ trang đối địch. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang chơi một trò chơi phức tạp, cố gắng cân bằng các yêu cầu trái ngược của nhiều đồng minh mà ông không thể mất khi lực lượng Israel tiêu diệt thủ lĩnh Hamas, Yahya Sinwar được cho là chủ mưu vụ sát hại ngày 7 tháng 10 2023 và tuần trước. Nhiều người ở trong và ngoài Israel hy vọng đó có thể là thời điểm Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố chiến thắng và thu hẹp quy mô hoạt động ở Gaza, với hy vọng đảm bảo lệnh ngừng bắn và thỏa thuận thả con tin. Nhưng một tuần sau sự ra đi của Sinwar, ngày càng rõ là Israel đã sai. Nghi ngờ về mục tiêu cuối cùng của ông Netanyahu, các đồng minh quốc tế của Israel cũng như nhiều người trong nước đang gây sức ép buộc Thủ tướng Benjamin Netanyahu chấm dứt cuộc chiến đó ngay lúc này, chỉ ra rằng vụ ám sát Sinwa diễn ra sau những thành công quân sự khác, đáng chú ý nhất là vụ tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah nhưng thay vào đó ông Netanyahu thề sẽ tiếp tục chiến đấu khiến thế giới đoán ra đón non về mục tiêu cuối cùng của ông thủ tướng Israel đã ám chỉ rằng tham vọng của mình có thể vượt xa việc đè bẹp Hamas và Hezbollah hai mối đe dọa cấp bách nhất mà Tel đang phải đối mặt ông cho biết vụ ám sát Nasrallah là một bước đi cần thiết hướng tới việc thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực trong nhiều năm tới quan điểm này làm dấy lên lo ngại về ý định của ông đẩy Israel vào cuộc đối đầu trực tiếp với Iran Israel và Iran hiện đang ở rất gần một cuộc leo thang lớn khác sau khi Iran phóng một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo lớn vào Israel vào ngày 1 tháng 10. Ông Netanyahu ngay lập tức thề sẽ trả đũa, nhưng ba tuần sau, thế giới vẫn đang chờ xem Israel sẽ làm gì tiếp theo. Mỹ và các đồng minh khác đã thúc giục ông Netanyahu kiềm chế và tránh tấn công các tài sản hạt nhân và dầu mỏ của Iran, nhưng không rõ liệu họ có thành công hay không thủ tướng netanyahu đã công khai tuyên bố rằng ông muốn quân đội của mình loại bỏ các lực lượng ủy nhiệm của iran đang gây ra mối đe dọa trực tiếp nhất đối với israel đó là hamas ở gaza và hezbollah ở miền nam liban Tuy nhiên, tình hình hiện tại ở phía bắc Gaza cho thấy lý do tại sao Israel loại bỏ cả Hamas và Hezbollah là điều không thể đạt được. Quân đội Israel đã rút khỏi khu vực này hai lần sau khi cả hai lần đều tuyên bố rằng họ đã đánh bại Hamas ở đó. Tuy nhiên, đầu tháng 10, IDF đã tiến vào một lần nữa sau khi tuyên bố có dấu hiệu Hamas tái xuất trong khu vực. Tương tự như vậy, nhiều tuần sau khi Israel tiến hành chiến dịch ở Liban, Hezbollah vẫn tiếp tục tấn công. Hôm 21 tháng 10, một UAV phóng từ Liban đã lọt qua hệ thống phòng không Israel đánh trúng ngôi nhà bên bãi biển của ông Netanyahu cách biên giới Liban khoảng 80 km. Áp lực trong nước Việc ông Netanyahu còn do dự chưa ký kết thỏa thuận ngừng bắn, ngay cả sau khi giành được một số chiến thắng quân sự, đã khiến nhiều người ở Israel tức giận, các cuộc biểu tình hàng tuần chống lại ông và chính phủ Israel lại tiếp tục yêu cầu một thỏa thuận với Hamas nhằm đảm bảo việc thả 101 con tin vẫn bị giam giữ ở Gaza. Avi Businski cựu cố vấn của ông Netanyahu hiện là nhà phân tích chính trị cho biết số phận của các con tin mà hàng chục người trong số đó được cho là vẫn còn sống là yếu tố quan trọng đối với di sản tương lai của ông ông cho hay nếu ông Netanyahu không thể thả thêm bất kỳ con tin nào nữa dù bằng biện pháp quân sự hay ngoại giao người ta sẽ nói rằng ông ấy đã thất bại ông Businski nói rằng nếu chiến tranh kết thúc mà không có thêm con tin hoặc thi thể nào được thả hoặc giải cứu thì có thể một số người cuối cùng sẽ bắt đầu đặt câu hỏi về quyết định tiêu diệt Sinwa. Ông Businski thông tin thêm, và đây là nỗi sợ hãi lớn nhất của Israel rằng mọi người sẽ nói, mọi người thấy đấy, Israel đã phạm sai lầm khi loại bỏ một nhân vật duy nhất mà có thể đàm phán, ai biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng ít nhất bạn cũng có một cánh cửa nào đó để gõ. Không có động lực để chấm dứt chiến tranh, theo các nhà phân tích, ông Netanyahu đang chơi một trò chơi phức tạp, cố gắng cân bằng các yêu cầu mâu thuẫn của nhiều đồng minh mà ông không thể để mất. Chính phủ của ông dựa vào sự ủng hộ của những nhân vật cực hữu như Bộ trưởng An ninh Itamar Ben-Gvir và Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich, những người không hề che giấu sự thật rằng họ muốn Israel tiếp tục chiếm đóng Gaza và thậm chí còn đề xuất xây dựng các khu định cư do thái ở đó. Bà Tanzer giải thích một Netanyahu thường thấy trong 15 năm qua có lẽ sẽ hướng đến một chính phủ đoàn kết dân tộc và một thỏa thuận ngừng bắn lớn với sự hỗ trợ của Mỹ. Nhưng đây không phải là tình hình chính trị mà chúng ta thực sự đang trải qua. Vì vậy, về mặt chính trị, với liên minh này, ông ấy không có động lực để chấm dứt chiến tranh. Bà Tansher nói thêm rằng, một chính phủ đoàn kết dân tộc rộng lớn hơn không phải là một lựa chọn cho ông Netanyahu, vì điều đó có thể đồng nghĩa là một cuộc điều tra công khai về những thất bại dẫn đến các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 sẽ được mở ra. Ảnh hưởng từ Mỹ Trong khi đó, ông Netanyahu cũng cần cân nhắc đến những yêu cầu từ Mỹ. Chính quyền Tổng thống Biden đã nói rất rõ rằng họ muốn Israel hướng tới một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Ngoại trưởng Antony Blinken vừa đến thăm Israel ngày 22 tháng 10, thúc giục Netanyahu và chính phủ của ông làm nhiều hơn nữa để xoa dịu căng thẳng. Nhưng Thủ tướng Israel dường như ngày càng trở nên miễn nhiễm với áp lực từ Mỹ. Chuyến đi của ông Blinken trong tuần này là chuyến thăm Trung Đông thứ 11 của ông trong một năm. Nhưng giống như những lần trước, chuyến đi này dường như không đạt được nhiều thành quả. Căng thẳng vốn đã rõ ràng giữa ông Netanyahu và Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là có khả năng tệ hơn nhiều trong tương lai gần. Với cuộc bầu cử Tổng thống đang ở giai đoạn nước rút và si sao, ông Biden phải cân nhắc cẩn thận cách tiếp cận của mình đối với Israel để không làm tổn hại đến cơ hội chiến thắng của Phó Tổng thống Kamala Harris. Ông cần được coi là người có lập trường cứng rắn về tình hình nhân đạo khủng khiếp ở Gaza để ngăn chặn người Mỹ gốc Ả Rập và những người theo chủ nghĩa tiến bộ rời bỏ đảng của ông vì cuộc chiến mà Israel đang tiến hành ở đó. Tuy nhiên, ông cũng phải tiếp tục ủng hộ Israel để không làm phật lòng những cử tri ôn hòa và do Thái, những người mong đợi Mỹ sẽ ủng hộ nhà nước Do Thái bất kể điều gì xảy ra bà Tanser phân tích, cuộc bầu cử Mỹ đóng vai trò quan trọng trong cách Netanyahu nhận thức về những gì sẽ xảy ra và lưu ý rằng bất kể ai thắng cử, chính quyền Mỹ có thể gây nhiều áp lực hơn nữa lên Israel để chấm dứt chiến tranh trong khoảng thời gian 2 tháng kể từ ngày bầu cử đến lễ nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ liên quan đến cuộc giao tranh tại Trung Đông, mới đây ngoại trưởng Iran Abbas Arachi cho biết, quốc gia này có đủ công cụ về mặt quân sự lẫn ngoại giao bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng bao gồm chương trình năng lượng hạt nhân trước các cuộc tấn công từ Israel. Ngoại trưởng Arachi ngày 22 tháng 10 tuyên bố, tấn công các cơ sở hạt nhân là một tội ác quốc tế lớn, thậm chí đe dọa các địa điểm hạt nhân cũng là một tội ác. Để bảo vệ quốc gia và các cơ sở hạt nhân nước mình, Iran có các công cụ và phương pháp riêng. Hiện Israel vẫn đang điều chỉnh kế hoạch đáp trả Tehran sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran vào ngày 1 tháng 10 với các kế hoạch ban đầu là tấn công các cơ sở dầu mỏ hoặc hạt nhân của Iran, sau đó đã được đổi thành các mục tiêu quân sự. Tuần trước Mỹ đã tiến hành một cuộc điều tra sau khi một tài liệu mật chứa nội dung kế hoạch chiến tranh của Israel bị rò rỉ trực tuyến. Nhà ngoại giao Iran nhấn mạnh cho đến nay Israel vẫn chưa ngừng thực hiện bất kỳ hình thức tội ác nào. Nếu cơ sở hạ tầng quan trọng của Iran bị tấn công, Israel biết Iran có thể làm gì để đáp trả trong khi đó theo ngoại trưởng iran những người bạn của iran trong khu vực đã đảm bảo rằng họ sẽ không cho phép israel sử dụng lãnh thổ hoặc không phận của họ để tấn công iran cũng như đã bày tỏ sự phản đối đối với bất kỳ cuộc tấn công nào vào iran và các cơ sở hạt nhân của nước này phía iran đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động của các căn cứ mỹ trong khu vực và biết được mọi hoạt động chuyến bay của họ nếu israel tấn công iran dưới bất kỳ hình thức nào iran sẽ đáp trả theo cùng một hình thức quan chức ngoại giao hàng đầu của iran không nêu chi tiết về các phương án mà nước này có thể sử dụng để ngăn cản một cuộc tấn công tuy nhiên iran đã chứng minh trong điều kiện chiến trường thực tế rằng họ có khả năng phòng thủ và tấn công để ứng phó với các mối đe dọa bao gồm tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình có thể bắn tới mục tiêu cách xa hàng nghìn km và hệ thống phòng không và tên lửa nội địa tinh vi có thể phát hiện và nhắm mục tiêu vào các mối đe dọa trên không của đối phương trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang, Ngoại trưởng Arachi đang thực hiện loạt chuyến công du ngoại giao chớp nhoáng tới Bahrain, Ả Rập Xê Út, Qatar, Oman, Iraq, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Kuwait. Đầu tháng 10, Ngoại trưởng Iran đã đến thăm Liban, Syria và Jordani. Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran ra tuyên bố, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng cảnh báo, bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel cũng sẽ phải đối mặt với phản ứng tương xứng từ Tehran. Tổng thống Pezeshkian cũng đã đệ trình một bản dự thảo ngân sách cho các nhà lập pháp vào ngày 22 tháng 10, ưu tiên ngân sách quốc phòng. Đầu tuần, Mỹ thông tin đang điều tra về vụ dò dỉ tài liệu tình báo mật của Mỹ về kế hoạch tấn công Iran của Israel trên phương tiện truyền thông xã hội. Trước đó, Mỹ cũng đã gửi hệ thống tên lửa tầm xa thát và một nhóm binh sĩ tới Israel Ngày 21 tháng 10, đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Said Iravani đã gửi một lá thư cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Chủ tịch Hội đồng Bảo an Christine Bariswin cảnh báo Mỹ không nên tham gia vào bất kỳ hoạt động quân sự nào của Israel. Lá thư nêu rõ việc Mỹ can dự vào căng thẳng Trung Đông thông qua việc cung cấp chuyên môn kỹ thuật và vũ khí tiên tiến bao gồm các hệ thống phòng không tinh vi cho israel sẽ tiếp tục kích động và khuyến khích israel tiến hành các cuộc tấn công hung hăng vào iran và khiến chính phủ mỹ trở thành đồng lõa trong bất kỳ hành động xâm lược nào của israel đối với iran do đó mỹ sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về vai trò của mình nếu kích động và cho phép bất kỳ hành động xâm lược nào của israel nhằm vào iran cũng như về hậu quả thảm khốc đối với hòa bình và an ninh khu vực và quốc tế Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Trung Đông để khởi động một nỗ lực khác nhằm đạt được lệnh ngừng bắn, chấm dứt xung đột ở giải Gaza và ngăn chặn chiến sự lan rộng ở Liban. Đây là chuyến thăm Trung Đông thứ 11 của ông Blinken kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas bùng phát hồi tháng 10 năm 2023. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Israel đang tăng cường chiến dịch quân sự chống lại các nhóm dân quân thân Iran, Hamas ở giải Gaza và Hezbollah ở Liban dự kiến ông Blinken sẽ thảo luận với lãnh đạo Israel và những quốc gia Ả Rập lân cận về tầm quan trọng của việc chấm dứt giao tranh ở giải Gaza, vạch ra kế hoạch hậu xung đột cho vùng đất này và đạt được giải pháp ngoại giao cho căng thẳng giữa Israel và Hezbollah. Đặc phái viên Mỹ Amos Huldain đã có cuộc hội đàm với các quan chức Liban tại Beirut vào thứ hai, 21 tháng 10 với các điều kiện ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah. Ông cho biết cả Hezbollah và Israel đều chưa thực hiện đầy đủ nghị quyết số 1701 của Liên Hợp Quốc, mặc dù đây là cơ sở để chấm dứt các hành động thù địch hiện tại. Mỹ đang tìm cách xác định những gì cần phải làm để đảm bảo nghị quyết được thực hiện một cách công bằng, chính xác và minh bạch. Ông cần làm việc với chính phủ Liban cũng như chính phủ Israel để đưa ra công thức giúp chấm dứt cuộc xung đột này một lần và mãi mãi. Israel đã thực hiện một số cuộc không kích nhằm vào vùng ngoại ô phía nam Beirut vào hôm 21 tháng 10, bao gồm một cuộc tấn công bệnh viện, đại học Rafik Hariri. Bộ Y tế Liban cho biết bốn người đã thiệt mạng, bao gồm một trẻ em và 24 người khác bị thương thưa quý vị chương trình của chúng tôi xin được phép kết thúc tại đây những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị trong những video tiếp theo cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại